Xin chào bạn. Trong cái video này thì Khang sẽ giới thiệu đến bạn một cái tài sản rất đặc biệt và chúng ta nên dành sự tập trung cao độ cho cái video này. Thì chúng ta đang nói về một cái tài sản rất là hay, đó là trái phiếu chuyển đổi. Thì hãy đi từ đầu tiên nhé. Về cơ bản thì trái phiếu chuyển đổi có các cái thông tin tương tự như là trái phiếu thông thường. Ở đây chúng ta có một cái ví dụ là doanh nghiệp ABC thì đang có cái giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại ở mức là khoảng 50.000 đồng một cổ phiếu. Doanh nghiệp ABC này bắt đầu là phát hành một cái lượng trái phiếu chuyển đổi và có các cái quy ước như sau. Thứ nhất là mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng một trái phiếu. Tức là một cái tờ trái phiếu có cái mệnh giá là 100.000 đồng và thông thường cái giá này thì nó sẽ bằng luôn với lại cái giá bán mà doanh nghiệp bán cái trái phiếu này cho nhà đầu tư. Cái thứ hai nữa là cái lãi suất của trái phiếu giả định ở đây là quy định là 9% một năm. Tức là nếu chúng ta đầu tư 100.000 đồng để sở hữu một cái trái phiếu này thì hàng năm doanh nghiệp này phải trả một cái lãi suất cho nhà đầu tư là 9.000 đồng một một cái trái phiếu. Cái thời hạn nắm giữ trái phiếu là 3 năm, là 3 năm. Thì đây là một cái trái phiếu thông thường nếu mà nó chỉ có là bao nhiêu đây thông thông tin thôi. Đấy. Còn cái trái phiếu chuyển đổi nó sẽ có thêm một cái thông tin rất đặc thù ở ở phía sau. Đây là tỷ lệ chuyển đổi. Cụ thể đây là 1:2. Tức là đến cái ngày cuối cùng của năm thứ ba thì là nhà đầu tư người sở hữu trái phiếu chuyển đổi có được cái quyền chủ động quyết định giữa hai phương án. Phương án thứ nhất là sẽ đáo hạn cái trái phiếu này và trả lại trái phiếu đấy cho doanh nghiệp. Và doanh nghiệp có cái nhiệm vụ là hoàn lại cái vốn gốc đầu tư cho nhà đầu tư với cái số tiền là 100.000 đồng một trái như cái giá ban đầu. Cái trường hợp thứ hai là nhà đầu tư có thể là chọn chuyển đổi đổi một trái phiếu thành hai cổ phiếu của cái công ty ABC này tại thời điểm là cuối cùng của năm thứ ba, trong cái thời hạn mà nắm giữ cái trái phiếu này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một số các cái giả định sau. Đây là một cái mô hình là 3 năm. Bạn sẽ thấy là 1 này, 2 này là 3 năm, cái phần màu vàng này. Thì tại cái thời điểm đầu tiên thì là giá cổ phiếu là 50.000 đồng một cổ phiếu. Vậy thì nếu mà ta mua cái trái phiếu chuyển đổi thì ta sẽ có cái gì? Ta sẽ có rằng là mỗi năm ta sẽ thu được cái lợi nhuận từ cái lãi suất trái phiếu thì tương đương với khoảng là 9%, tương đương là 9.000 đồng. Năm thứ hai chúng ta cũng sẽ có là 9.000 đồng. Năm thứ ba chúng ta cũng sẽ có là 9.000 đồng. Đến cái thời điểm cuối của năm thứ ba, năm thứ ba thì nhà đầu tư trái phiếu sẽ có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là hay nhắc nhắc lại là trả cái trái phiếu lại cho doanh nghiệp phát hành và thu về một cái lượng tiền mặt là 100.000 đồng, tức là thu về cái vốn gốc ấy. Trường hợp thứ hai là nhà đầu tư có thể là chuyển đổi thành hai cổ phiếu là ABC, chuyển đổi thành hai cổ phiếu ABC. Vậy thì bạn sẽ làm gì nếu bạn là người sở hữu cái trái phiếu chuyển đổi này? Việc đơn giản là bạn chỉ cần nhìn vào cái giá cổ phiếu tại thời điểm cuối năm năm thứ ba. Nếu tại thời điểm cuối năm thứ ba
cái giá trái phiếu chuyển đổi nó rớt xuống chỉ còn là 20.000 đồng thôi, chỉ còn là 20.000 đồng thôi, thì chúng ta sẽ có hai phương án. Phương án thứ nhất ấy, nếu chúng ta thu về 100.000 đồng bằng tiền mặt thì thực tế là sẽ thu về được là 100.000 đồng. Phương án thứ hai, nếu chúng ta đổi thành là hai cổ phiếu mà mỗi cổ phiếu tương ứng với lại là 20.000 thì chúng ta sẽ thực là sẽ thu về được khoảng tổng giá trị tài sản được khoảng là 40.000. Vậy thì tại thời điểm cuối năm thứ ba, nếu mà giá cổ phiếu ở mức 20.000 này thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn cái phương án là đổi sang tiền mặt thì sẽ là tốt hơn cho mình. Nhưng mà ngược lại, nếu tại thời điểm cuối năm thứ ba giá cổ phiếu không phải là 20.000 mà giá cổ phiếu tăng lên thành là 90.000 đồng một cổ phiếu thì chúng ta vẫn có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là đổi thành tiền mặt thì tương đương là 100.000 đồng. Thứ hai, chúng ta đổi trái phiếu này thành hai cổ phiếu ABC. Mỗi cổ phiếu ABC trị giá là 90.000 thì chúng ta sẽ có giá trị ở đây là 180.000 đồng. Vậy thì trong cái trường hợp thứ hai này, khi giá cổ phiếu là 90.000 thì chúng ta nên là ưu tiên chọn cái việc đổi một trái phiếu thành hai cổ phiếu thì cái lợi ích của chúng ta nó sẽ cao hơn. Thì bạn hình dung rằng đây là một cái tài sản cực kỳ tuyệt vời, bởi vì nó có khả năng giúp cho cái người sở hữu trái phiếu chuyển đổi là không bị lỗ trong thương vụ này. Đã, chúng ta thấy cái hình dung cái cuộc chơi. Lúc đầu tiên chúng ta đầu tư 100.000 đồng, trong 3 năm đấy chúng ta thu hồi được tổng cộng cái lượng tiền lãi suất trái phiếu tương đương lại là 9%, tương đương là 27.000 đồng rồi. Và đến năm thứ 3, nếu trường hợp mà cổ phiếu giá xuống thấp 20.000 thì chúng ta đổi thành tiền mặt, chúng ta không đổi thành cổ phiếu, chúng ta chuyển thành tiền mặt, thì tổng cái suất sinh lời, cái suất thu hồi về chúng ta sau 3 năm tổng cộng là 127.000. Lúc đầu đầu tư 100.000 đồng và sau đó chúng ta thu về là tổng cộng là 127.000, chúng ta lời và chúng ta có cái suất sinh lời gọi là tương đương gửi tiết kiệm. Trường hợp thứ hai, nếu giá cổ phiếu lên 90.000 một cổ phiếu thì chúng ta sẽ không đổi thành tiền mặt như thế này, chúng ta đổi thành hai cổ phiếu và sau đó chúng ta bán hai cổ phiếu này đi, chúng ta thu về một cái lượng tiền tương đương là 180.000. Vậy thì cái tổng cái lượng tiền mà chúng ta thu về được sau 3 năm là 180 cộng 9 × 3 = 27 là khoảng là 207, gấp đôi số vốn ban đầu chúng ta đầu tư vào trong cái thương vụ này. Nghĩa là Khang đang miêu tả rất là nhiều để bạn hình dung là khi sở hữu cái tài sản này, chúng ta hầu như không thể nào bị lỗ được, chúng ta chỉ có cái khoản tiền lợi nhuận là lợi ích hoặc là lời nhiều mà thôi. Đấy. Cho dù cái giá cổ phiếu của doanh nghiệp này sau 3 năm nó rớt xuống còn là 2.000 đồng một cổ phiếu, thì cái việc đấy đơn giản là đến năm thứ 3 chúng ta không đổi thành cổ phiếu, chúng ta chuyển sang tiền mặt, chúng ta đổi thành tiền mặt, thu tiền mặt về. Thì cái mức lời mà thấp nhất của chúng ta vẫn thu về, tổng cộng thu hồi về là 127.000 trên cái suất đầu tư ban đầu là 100.000. Đấy. Thì ở một cái góc độ nào đấy chúng ta có thể hình dung được cái việc gọi là mua trái phiếu chuyển đổi, nó là bản chất là mua cổ phiếu một cách thông minh hơn và kèm theo cái điều khoản là chúng ta không thể nào bị lỗ được. Tại thời điểm năm đầu tiên thì nếu bạn có cái quyền, có cái khả năng mà được mua trái phiếu chuyển đổi thì thay vì đầu tư 100.000 đồng để mua hai cổ phiếu giá 50.000 thì bạn nên đầu tư 100.000 đồng này để mua một trái phiếu chuyển đổi, để sau 3 năm nhìn lại thì chúng ta chắc chắn rằng cái bài toán chúng ta chỉ có từ lợi ích
hoặc là nhiều mà thôi. Còn nếu năm đầu tiên mà chúng ta mua hai cổ phiếu giá 50 nghìn thì nếu điều không may xảy ra sau 3 năm thì chúng ta sở hữu hai cổ phiếu, một cổ phiếu giá 2 nghìn thì chúng ta có gánh chịu rủi ro rất là lớn. Đây là một cái loại tài sản đặc biệt mà ngài Warren Buffett, một cái nhà đầu tư huyền thoại, ông ta rất là thích sở hữu cái loại tài sản này. Và cá nhân Khang thì Khang cũng rất thích sở hữu cái loại tài sản này. Cái loại tài sản này tính ưu việt rất là cao. Nhưng mà rất đáng tiếc rằng cái điểm yếu duy nhất của cái trái phiếu chuyển đổi là hầu hết các cái trái phiếu chuyển đổi này thì nhà đầu tư chứng khoán cá nhân thường rất khó để có thể tiếp cận được và để có thể là mua được những cái trái phiếu kiểu như thế này. Và sau này nếu bạn có khả năng mua được những trái phiếu này thì Khang cố vấn rằng là bạn nên nghiêm túc là nghiên cứu và suy xét cái việc mua trái phiếu chuyển đổi. Bởi vì nếu rủi ro xảy ra thì bạn vẫn là bảo toàn được cái nguồn vốn của mình và có một cái suất sinh lời nhẹ. Nhưng mà nếu cái doanh nghiệp này nó kinh doanh tốt và cái giá cổ phiếu tăng lên tốt như thế này, 90.000 cổ phiếu như thế này, thậm chí có thể là hơn nữa, thì cái thương vụ này thì bạn có một cái suất sinh lời cực kỳ là cao. Ok, và tóm lại cái video này, một lần cuối cùng Khang muốn chia sẻ và nhắc với bạn rằng là trái phiếu chuyển đổi là một cái tài sản đầu tư cực kỳ tốt mà nhà đầu tư chứng khoán nên nghiêm túc và nghiên cứu về cái việc này. Trong thời điểm hiện tại, cái trái phiếu chuyển đổi có thể là khó tiếp cận, nhưng mà Khang tin rằng trong tương lai thì bạn và Khang có thể là chọn cho mình được một số cái trái phiếu chuyển đổi tốt để chúng ta đầu tư vào thị trường một cách là an toàn và bài bản hơn. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã xem video và xin chúc bạn trong thời gian gần có thể có những cái cơ hội để sở hữu những cái trái phiếu chuyển đổi như thế này rất là tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều.